Trốn trạm thu phí là hành vi xấu cần lên án. Quý vị thân mến, chỗ nào có trạm thu phí, chỗ đó có phương tiện tham gia giao thông tìm cách trốn trạm để tiết kiệm có khi chỉ vài chục nghìn đồng. Đó là một thực trạng vô cùng xấu đã và đang diễn ra hàng ngày ở nước ta. Chủ đầu tư của trạm thu phí Cầu Hồ trên quốc lộ 38 ở thành phố Bắc Ninh vừa công bố những con số khó tin. Trung bình mỗi ngày có hơn 8.000 phương tiện đi qua địa phận có trạm thu phí Cầu Hồ. Tuy nhiên, trạm này chỉ thu phí được khoảng hơn 2.000 phương tiện. Số còn lại đã trốn trạm bằng cách đưa phương tiện vào các tuyến đường dân sinh để đi qua nhằm tiết kiệm khoảng 40-170.000 đồng một lần. Hệ lụy của vấn đề này không chỉ là chủ đầu tư trạm thu phí vỡ phương án tài chính, mà người dân sống quanh khu vực trạm đã và đang chịu đựng tiếng ồn, sự ô nhiễm khói bụi, đường xá hư hại nghiêm trọng như lao động đã nhiều lần phản ánh. Cùng với đó là nguy cơ tai nạn giao thông luôn rình rập khi mỗi ngày có đến hơn 6.000 phương tiện, phần lớn là ô tô, xe tải, lúc nào cũng kéo dài cả km, dành đường dân sinh của người dân để lưu thông. Đáng nói là tình trạng vi phạm giao thông như thế này lại kéo dài lâu nay, nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có phương án xử lý hiệu quả ngoài việc lâu lâu có đội cảnh sát giao thông tuần tra chốt chặn ở các tuyến đường dân sinh, và các chủ phương tiện mỗi khi thấy có cảnh sát giao thông thì quay đầu xe hoặc thông báo cho nhau kiểu thôi chịu khó mất phí qua trạm còn hơn ăn phạt. Chuyện của trạm thu phí Cầu Hồ cũng là chuyện chung của phần lớn các trạm thu phí trên các tuyến quốc lộ của toàn quốc. Đó là hành vi không thể chấp nhận được, dẫu rằng trên các tuyến quốc lộ đã và đang có nhiều trạm thu phí được đầu tư và dựng lên chưa hợp lý, gây ảnh hưởng đến túi tiền cũng như bức xúc đối với chủ phương tiện giao thông. Và chuyện trốn phí như thế này, nó không chỉ diễn ra ở mỗi trạm thu phí, mà bất cứ nơi đâu, lĩnh vực nào trong cuộc sống. Nếu như ở các bãi biển, đó sẽ là hành vi trốn gửi xe, trốn cả tiền tắm nước ngọt. Ở trong các khu du lịch là dùng bánh kẹo, thức ăn trong phòng rồi trả lại bằng đồ mua ở ngoài và với giá rẻ hơn. Thậm chí là có những nơi, mặc dù người ta phục vụ không thiếu thứ gì, nhưng du khách vẫn lén giấu thức ăn, đồ uống ở trong túi sách, trong cốp xe ô tô rồi tìm cách mang vào phòng vì không muốn trả phí dịch vụ hoặc chê giá đắt. Ngay cả ở những không gian văn hóa như là bảo tàng, các di tích văn hóa lịch sử, có cơ hội nhiều du khách vẫn sẵn sàng phơi bày sự thiếu văn hóa khi trốn vé, dù có nơi chỉ thu vài chục nghìn đồng cho có lệ. Cuộc sống còn khó khăn thì cũng đúng, nhưng chưa phải là tất cả. Căn nguyên vẫn là khởi thủy từ thói quen rất xấu của không ít người là thiếu ý thức về sự tự giác. Trốn phí trạm BOT cũng như nhiều loại phí khác phải trả trong cuộc sống là hành vi vô cùng xấu, cần phải lên án để nó không lên tồn tại trong một xã hội văn minh dù với bất cứ lý do gì. Hà Nội đề xuất cắt điện nước các công trình vi phạm. Kính thưa quý vị, trong dự thảo luật thủ đô sửa đổi, thành phố Hà Nội đề xuất cắt điện các công trình cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm về đất đai xây dựng, phòng cháy. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa báo cáo tình hình soạn thảo luật thủ đô sửa đổi và xin ý kiến các đơn vị liên quan một số nội dung còn có ý kiến khác nhau. Những địa điểm bị đề nghị cắt điện nước gồm công trình xây dựng không phép, trái phép, vi phạm trật tự xây dựng chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nhưng đã hoạt động, cơ sở kinh doanh vũ trường, bar, karaoke không đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy. Lý giải đề xuất này, Hà Nội cho biết hình thức cắt điện nước với các công trình vi phạm trước đây được nêu trong Nghị định số 180, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng năm 2003. Luật Xây dựng năm 2014 không còn quy định này, gây khó khăn trong xử lý vi phạm tại một số địa phương, trong đó có Hà Nội. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng dự luật, nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc việc áp dụng biện pháp cắt điện, nước vì ảnh hưởng đến quyền cơ bản của công dân, can thiệp bất hợp lý vào quan hệ dân sự giữa các chủ thể. Việc này cũng ảnh hưởng đến đời sống của người không vi phạm hành chính, ví dụ như cắt điện nước tại nhà chung cư, trong khi chủ thể vi phạm là chủ đầu tư, người dân lại có lợi ích liên quan. Tại dự luật, Hà Nội cũng đề xuất giao cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, người đứng đầu cơ quan chuyên môn được tuyển dụng không thông qua thi tuyển, những người có năng lực ở khu vực ngoài nhà nước hay xác định không gian ngầm đô thị. Luật thủ đô được Quốc hội thông qua cuối năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2013, với mong muốn tạo đột phá, mở đường về mặt thể chế cho sự phát triển của thủ đô. Sau hơn 10 năm thực hiện, luật bộc lộ nhiều tồn tại do lịch sử để lại như là ùn tắc giao thông, thoát nước, nhà tập thể cũ, di rời các cơ sở ô nhiễm, bệnh viện, cơ sở đại học ra khỏi khu trung tâm. Theo kế hoạch, dự án luật thủ đô sửa đổi sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 6 cuối năm 2023. Thầy hiệu trưởng đánh trống khai trường là ý nghĩa nhất. Thưa quý vị xem đài, lâu nay trong ngày lễ khai giảng, nhiều nơi mời lãnh đạo đến đánh trống khai trường, nay cần phải thay đổi để phù hợp hơn. Ngày khai giảng là ngày của thầy cô, là ngày của học sinh, không phải là ngày của lãnh đạo.
Nếu có 10 lãnh đạo địa phương đến cũng tốt, nhưng các vị chỉ là khách, chứng kiến sự kiện quan trọng của nhà trường là được rồi. Quý vị khách mời cũng không cần phát biểu chỉ đạo, nếu có thì chỉ lời chúc mừng ngắn gọn, không nên chỉ đạo giáo huấn dài dòng, không phù hợp với không khí khai trường. Qua nhiều kỳ khai giảng, cho thấy có nhiều vị lãnh đạo trở thành trung tâm của buổi lễ hơn là thầy cô, đặc biệt là học sinh. Lãnh đạo nhà trường dành sự quan tâm đến lãnh đạo, thư gửi hết vị này đến vị khác như trong một chương trình hội nghị. Ngày khai giảng là ngày của trường học, của những người học trò với thầy cô, của những bạn bè thân thương qua kỳ nghỉ hè xa cách. Hãy để cho ngày thiêng liêng đó cho chính những chủ thể của không gian trường học, đừng biến nó thành nơi trình diễn của lãnh đạo. Những người đến dự lễ khai giảng cũng không cần phát biểu chỉ đạo hình thức, bởi vì trong buổi lễ, đại diện nhà trường đã đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai trường. Thư có đầy đủ ý nghĩa cho ngày trọng đại này, không cần phải nói thêm nhiều nữa. Đối với lãnh đạo cao cấp, đại diện cho quốc gia, thì sự tham gia đánh trống khai trường mang ý nghĩa tuyên bố chính thức mở đầu năm học mới trên phạm vi toàn quốc. Nhưng đừng vì ý nghĩa đó mà trường nào cũng học nhau, từ tỉnh, huyện đến xã, trường nào cũng mời lãnh đạo đánh trống khai trường. Việc đó nên để thầy hiệu trưởng thực hiện, khách mời chứng kiến là đủ. Nhưng thật đáng tiếc, đến nay vẫn còn nhiều địa phương có văn bản chỉ đạo tổ chức lễ khai giảng, trong đó có mục mời lãnh đạo đánh trống khai trường. Cũng có trường hợp tư duy đổi mới, ví dụ như Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình có công văn chỉ đạo các trường học trên địa bàn về tổ chức lễ khai giảng, trong đó có ghi rõ hiệu trưởng đọc diễn văn và đánh trống khai trường. Xin vỗ tay hoan hô lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Trạch, đồng thời cũng đề nghị nhiều nơi khác tham khảo. Tỉnh Quảng Bình cần tham khảo trước, hiệu trưởng của các trường trên địa bàn toàn tỉnh đánh trống khai trường trong ngày lễ khai giảng. Nhân đây cũng xin được nêu thêm ý kiến. Khai giảng năm học là ngày lễ toàn quốc, nhưng hãy để cho nhà trường chủ động tổ chức. Các sở, phòng cấp trên không nên chỉ đạo theo kiểu cầm tay chỉ việc, bắt phải làm theo kiểu dập khuôn. Hãy để cho các trường chủ động tổ chức lễ khai giảng, mỗi trường có cách riêng của mình, phong phú, rộn ràng, vui tươi, để lại ấn tượng sâu sắc cho thầy cô và học sinh. Vụ thành phố Hồ Chí Minh đòi 355 tỷ, rà soát thu phí BOT Phú Mỹ để thu nợ. Kính thưa quý vị, Sở Tài chính kiến nghị thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo rà soát thời gian thu phí, dự kiến nguồn thu phí từ cầu Phú Mỹ để tính toán phương án hoàn trả 355 tỷ đồng cho ngân sách từ nguồn thu này. Để đẩy nhanh việc thu hồi hoàn trả 355 tỷ đồng cho ngân sách, Sở Tài chính kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo giao Sở Giao thông Vận tải rà soát thời gian thu phí còn lại của hợp đồng BOT xây dựng cầu Phú Mỹ. Dự kiến nguồn thu phí từ cầu Phú Mỹ để báo cáo trình Ủy ban nhân dân thành phố phương án thu hoàn trả ngân sách nhà nước từ nguồn thu này. Bàn về phương án trên của thành phố Hồ Chí Minh, trao đổi với phóng viên, luật sư Bùi Quốc Tuấn, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đó là phương án khả thi và phù hợp để nhanh chóng thu hồi 355 tỷ cho ngân sách. Theo ông Tuấn, 355 tỷ đồng là số tiền mà công ty cổ phần đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ buộc phải hoàn trả cho ngân sách thành phố theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố. Số tiền chi sai này đã được Kiểm toán Nhà nước năm 2019 kết luận và kiến nghị thành phố Hồ Chí Minh thu hồi nhằm tránh thất thoát ngân sách nhà nước. Theo luật Kiểm toán Nhà nước, báo cáo kiểm toán sau khi phát hành và công khai có giá trị bắt buộc phải thực hiện đối với đơn vị được kiểm toán về sai phạm trong việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Như vậy, trong tình huống công ty cổ phần đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ nhiều năm qua không thực hiện hoặc chưa thực hiện việc hoàn trả 355 tỷ đồng, thì Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có quyền sử dụng các biện pháp chế tài, trong đó có chế tài về tài chính. Nghĩa là các tài sản hoạt động kinh doanh có phát sinh nguồn thu của công ty cổ phần đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ sẽ được thành phố tính toán để có thể chế tài nhằm thu hồi tiền cho ngân sách. Trong đó nguồn dễ thấy nhất là thu phí từ dự án BOT cầu Phú Mỹ của doanh nghiệp. Nguồn thu này thành phố có thể xem xét để chuyển vào tài khoản thu của nhà nước, cấn trừ khoản 355 tỷ mà doanh nghiệp phải nộp cho ngân sách. Đây là biện pháp chế tài phù hợp. Ngoài ra, các cơ quan chức năng thành phố cũng có thể rà soát tài sản, nguồn thu khác của doanh nghiệp để tính toán chế tài, đảm bảo thu hồi tiền cho ngân sách, luật sư Tuấn nói. Bên cạnh đề xuất trên, Sở Tài chính cũng đã kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát lại giấy phép đăng ký kinh doanh cũng như hệ sinh thái của công ty cổ phần đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ nếu có, rà soát các khu đất có liên quan do công ty cổ phần đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ là nhà đầu tư, từ đó báo cáo trình Ủy ban nhân dân thành phố tính toán các biện pháp chế tài. Trước đó báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố, Cục Thuế thành phố cho hay đã áp dụng hết các biện pháp theo thẩm quyền đối với công ty cổ phần đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ và không còn biện pháp chế tài nào đối với công ty này nhằm thu hồi cho ngân sách 355 tỷ đồng. Những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.